Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EdX học làm bài tập như thế nào. Và mình là Tiến Thành, sinh viên lớp FP2 khóa K2 của Đại học EdX. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn kế toán doanh nghiệp và cùng nhau thực hiện một số cái nghiệp vụ đối với phần mềm kế toán MISA này. Đó. Thì cái nghiệp vụ đầu tiên đó chính là mình sẽ sử dụng cái dữ liệu mẫu. Đây các bạn thấy là dữ liệu của ông Tĩ ghi Z này, dữ liệu mẫu này. Và mình sẽ tạo ra một cái dữ liệu mới để nhập lại cho nó giống với dữ liệu mẫu này để làm sao mà khi mà mở cái báo cáo lên á, thì nó sẽ giống như cái dữ liệu mẫu này. Ví dụ như là ở cái tổng hợp tồn kho chẳng hạn, thì mình sẽ mở cái dữ liệu mẫu này lên và đây là cái bảng tổng hợp tồn kho. Mình sửa lại thời gian một chút này. Sửa từ mùng 1 tháng 1 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018. Rồi, thì đây là cái tổng hợp tồn kho năm 2018 của dữ liệu mẫu. Và ở đây mình có cái dữ liệu mà mình tạo, tự tạo và nhập theo cái dữ liệu mẫu đấy. Đó, các bạn có thể thấy là nên nó khác rồi. Và mình cũng sẽ mở cái báo cáo lên để so sánh. Nếu như hai cái dữ liệu này nó giống nhau thì có thể coi như là cái bước đầu tiên là ok. Đấy, thì ở đây là tổng hợp của hai tồn kho, mình sẽ mở song song hai tab lên nhé. Và mình sẽ dò đến cái dòng cuối cùng, nó tính tổng đây thì nếu mà đúng thì là ok này. 1734. Đây là 1734 này. 912600 này. 912600 185346. 5346. 5948459635. Đây. 153996. 153996. 3822504. Đây. 42084 này. 44. Và cuối cùng là 3038559211. 3038559211. Như vậy là cái bảng tổng hợp tồn kho của cái dữ liệu mà mình làm thì nó đã khớp và đã trùng với cái bảng tổng hợp tồn kho của cái dữ liệu mẫu. Và việc tiếp theo là mình sẽ xuất khẩu ra cái bảng này và mình sẽ tính cái giá trị xuất kho. Đây, tính cái của giá trị này bằng tay để xem là cái phần mềm này nó có tính đúng không, đúng không ạ? Và có một cái lưu ý ở đây đó là cái thông tin về dữ liệu này là ban đầu nó sẽ tính theo phương pháp, đây phương pháp tính giá xuất kho, là cái phần mềm này đang tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ, nên là mình cũng sẽ tính cái giá xuất kho này theo cái phương pháp bình quân cuối kỳ này, đúng không ạ? Thế là mình đã xuất khẩu ra đã. Rồi. Đây mình có cái Excel của nó như này. Đây, nhiệm vụ của mình sẽ tính về cái cột này. Nhiệm vụ đặt bền cho dễ nhìn. Đó, mình xem và so sánh những dữ liệu của cột này. Đây, mình sẽ để ra một cái. Để cho các bạn dễ hiểu hơn về cái cách tính giá trị xuất kho như này thì ở đây mình sẽ thêm hai cột nữa. Thứ nhất là tổng số lượng này. Và chỗ này là tổng giá trị. Tính đến cái thời điểm xuất kho này, đây. Mình sẽ tính ở những cái bên trong này thôi, còn những cái in đậm này, cái dòng in đậm này nó là tổng của những cái bên trong này rồi nên chỉ cần cộng vào thôi. Thì mình sẽ tính những cái bên trong này nhá. Thì tổng số lượng nó sẽ bằng cái này, số lượng của đầu kỳ này cộng với số lượng nhập kho. Thì đây sẽ là ra cái số lượng có trong kho. Tổng giá trị cũng thế, bằng giá trị này cộng với giá trị khi nhập kho vào đây. Thì chúng ta sẽ tính được cái số lượng của một đơn vị bình quân, giá trị của một đơn vị này
bình quân sẽ bằng cái này chia cho cái này, sau đó sẽ nhân với cái số lượng xuất kho này thì sẽ ra được cái giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, nó sẽ bằng này, sau đó nhân với cái này đó, nhân với số lượng xuất kho sẽ ra được giá trị đó. Các bạn thấy này, giống nhau này, mình sẽ kéo xuống nhá, và tí nữa sẽ xóa đi những cái liên quan đến tổng. Đây, kéo hết cái này đã. Rồi. Những cái này nó sẽ mình xóa đi những cái tổng này. Thì các bạn có thể thấy này, chúng ta cùng mở dò xem nhé. Cái này nó bằng tổng của nó hai này, tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dò hai cái giá trị hai cái bảng này. Một bên là bình quân cuối kỳ do cái phần mềm này tính dựa vào những cái số lượng này nhá, dựa vào cái bảng này. Tiếp theo là do mình tính bằng tay xem nó có gì khác biệt không. Này. Giống này. Đúng. Các bạn có thể thấy ở đây cái phần tổng đây nó có sự khác biệt này. Có nghĩa rằng là trong hai cái phương pháp này sẽ có một phương pháp không đúng. Đây, giống này. Đây, xong này không giống. Mình sẽ đánh dấu này các bạn tiện theo dõi đây cũng giống này. Sau khi mà kiểm tra hai cái phương pháp này thì chúng ta đã có một số kết quả nó bị lệch ở đây. Đó. Lệch khá là nhiều. Dẫn đến là cái tổng giá trị này chắc chắn là nó cũng sẽ bị lệch này. Nó sẽ bằng tổng của các cái đây bằng cái này. Hai kết quả này cũng đang có sự khác nhau và sẽ có sự khác biệt một số cái như thế này. Vậy thì nếu như các bạn có thể là theo dõi video này thì hãy cùng tự mình tính xem là cái phương pháp bình quân cuối kỳ nó có giống với cái dữ liệu mẫu này không, và cái phần mềm này nó có đúng không, hay là cái cách mà mình vừa tính nó không đúng, thì các bạn có thể bình luận ở dưới video này để chúng ta sẽ cùng trao đổi kỹ hơn về cái phương pháp tính cái giá trị xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ nhé. Ok, còn video của mình thì bây giờ xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.